Hai cặp vàng tiếp tục cho buổi chiều hôm nay. Đúng luôn rồi. Rồi hoàn thành. Dạy hả? Nè, làm gì đây? Trời ơi. Đứng nó được nha. À, chưa hả? Néo anh này, cái néo anh kia. Tới con anh kia. Hai cặp này nó mượt lắm rồi, lần ba. Mình mang này dí lắm. Rồi, anh kia xong rồi. Rồi đó coi. Xong luôn rồi. Rồi hoàn thành một cặp. Ê, cặp này vậy mà còn hoàn thành trước. Hoàn thành trước luôn á nha. Tưởng đâu sao anh nhà hoàn thành trước kìa. Tưởng đâu cặp mập ú này hoàn thành trước nha nhà. Cuối cùng là cặp vàng bên đó. Hai cặp vàng. Bốn con lông trắng. Lông trắng, bò giống như bò trắng. Con này với con này giống nhau là trắng sô-cô-la. Giữa con này với con này giống nhau này. Hơi giống nhau thôi. Thôi con trắng trắng xám, trắng lon đen, có đen, còn hai con này không có đen. Còn mấy con này là lon sô cô la hết nha cả nhà, lon sô cô la. Cái này cũng là lon sô cô la mà nó hơi đen chút. Con mập u nu giỡn cái cưng vậy. Nè thả hai cặp của khách uống nu có khách ra cả nhà. Con nào cũng uống nu nè cái tên. Ba con này là bốn con này là đúng trạng luôn.
con mập u nu giỡn cái cưng vậy. Lết lăn lết này có cát này là lăn lết ngon lành rồi. Nhìn nhiều mày kia ừ? Lâu vậy? Thế mưa vậy nè, làm gì vậy? Trời ơi, ra ngoài đó cũng ôm nữa hả? Cái gì vậy?
Hôm qua cái chậu lục bình này nó có bông luôn cả nhà, mà không không có đây nè, có bông nè, không có thấy gì quay cho cái nhà xem chưa. Mai mốt có tới mùa nó có bông mà nhắc vô chấm mắm ăn cũng được. Mấy cái ốc này không biết nó hư hay sao, không thấy nó nở mà thấy nó bể ra không, mùa này nó không nở hay sao. Bây giờ tiếp tục nhặt bỏ lên nữa cái nhà. Bên kia mình nhặt mình thấy có được mấy ổ, để mình nhặt cho xem nha. Đây này cái nhà, nhặt ổ này đi. Ờ, cái ổ này xanh nhỏ xíu, nó bể cơ ngồi. Sao nó bể hết trơn. Đây có ổ bự rồi. Đây này cái nhà. Để vậy nó khô thì sao, không biết sao cho nó nắp cho nó có ốc con không biết. Cái nhà ai biết chỉ giùm nha, mình chỉ biết mới biết nuôi, không gần lắm. Nó ổ ổ nó bự nè. Nhúng xuống nước thì xem sao nè. Ôi ốc bự nè. Ốc bự chẻn luôn. Rồi qua bỏ lên cái này cho nè. Rồi bỏ vô đây coi, để vẫn có để đều đều mà sao không nở vậy trơn. Tưới nước thôi. Tiếp tục tưới nước. Tiếp tục gỡ cái ổ bên đây coi nha. Đây để kỹ ghê không. Đây tút đi đây. Con này cũng bự. Nè. To kìa. Ốc không trống hay sao? Không biết ốc mà nó có. Có ốc có trống hay ốc không trống không biết. Mà xem hoài không nở gì hết trơn. Đã ghê không? Có trứng ốc nè. Để cũng ít. Mùa này không phải mùa của nó hay gì. Để mùa mưa xuống xem coi. Cái nhà thấy nó leo này tốt không đó luôn. Bên thoáng nay nhiều rồi, nay dạng rồi, bây giờ mình bỏ ít nồi vô rồi. Một hồi quay cho cái nhà xem đây nó ăn ngon nè. Thấy đây đi. Nè. Còn mất quá. Còn đó nó leo không biết nó ra được nè. Cây cành này sọc cao lên chút xíu. Đây nó còn bị chà bá luôn, còn bị ngu như sai lắm nè. Bò lại ăn thích kinh nghe con ở trên ở dưới đang ăn nha. Đó trả đây nó con trên ngoài đây, bên đây con còn ra tháng nè, nó ra nhiều rồi, trời nắng ra nhiều rồi, để sâu rồi nó ăn nhiều. Cái con hút đẻ chứ. Này nó ra nhiều đi. Sao vẫn còn ra luôn nhiều hả? Nhìn xuống, hấp dẫn đây chứ. Nuôi mấy con bếp ra. Cổ xét này coi cũng được, ba con đi. Lại nghe cho nắng mà tấm nắng. Con mốt còn nhiều nữa là nhìn cái này nè. Không đỡ nó mà cái gì. Rồi mình thải ra cái nhà đi. Thả nè nha cả nhà. Ui da, thả ra con, ra con nè. Ui dễ dễ, dính nè. Cái này, bên đây. Ừ đó, có một con. Ok, tôi tiếp nha. Nè, con thứ hai này cả nhà, con này. Con này nhỏ hơn trước, hai nhiều quá. Chạy con này vui lắm nha. Thấy cái nó từ nghiệp vui lắm. Nè, thấy không? Nè.
Cái con này nó hiền hơn. Ôi, con ba lớn nha. Ôi, nó bò lên tay luôn. Rồi, được hai con, ngày nay được hai con cả nhà ơi. Quá đã luôn. Được hai con nha. Ôi, cái nhà xem nè. Lục bình bông quá chừng, hôm qua có một bông mà. Nay 5 bông nữa. Nay nấu ăn chua ăn được rồi cả nhà. Mấy ngày này không thấy trứng ốc đẻ nữa cả. Quá trời lục bình luôn. Nhà thấy lục bình đông đẹp không? Nuôi trong dèo mà quá trời bông luôn. Tưới nước cho mấy cái ổ trứng này kìa. Có mấy ổ nó liền liền nè. Liền hy vọng nó có... Hy vọng nó sẽ nở như cái này. Này kính quá. Không thấy ổ trứng. Thấy bông nhiều quá nha.